Xin chào, đây là The Back Room Việt Nam. Hôm nay, chúng ta sẽ phân tích về level huyền bí The Dark Metro. The Dark Metro, Survival Difficulty, Class, Lambda, Unsafe and Unsecure, Constant Human Hostility, Present of Hostile, Sentient Entity. The Dark Metro là một level tương đối dị thường khi mang dáng vẻ của một khu công nghiệp cũ bị bao phủ trong bóng tối vĩnh cửu, khá tương đồng với level 6. Đồng thời thì nó cũng giống với một khu công nghiệp ngoại ô được xây dựng từ những năm 1700. Song, nơi này vẫn khá hiện đại. Level cũng chưa được khám phá kỹ càng do ranh giới của nơi đây hoàn toàn không có ánh sáng. Các cư dân sinh sống ở trong này thì rất thù địch và hoàn toàn không thể đoán được cách thức mà bạn tiến vào được level. Các đặc điểm của thực thể, dân số và sự ổn định thực tại trong level thay đổi một cách chóng mặt mà không để lại một dấu hiệu rõ ràng, mặc cho những ghi chép thành công từ máy quay và suy luận của những nhà nghiên cứu. The Dark Metro được coi là một level đối nghịch và song song với level huyền bí The Metro, do hai level này đều có những điểm tương đồng và trái ngược với nhau. Điều dễ thấy nhất là trong khi The Metro tràn ngập ánh sáng, thì The Dark Metro lại bao trùm trong bóng tối. Ngoài ra, The Metro lấy bối cảnh bên trong đoàn tàu, còn The Dark Metro thì ngược lại. Cả hai level này đều chứa đựng những thực thể bí ẩn, chưa được ghi chép với những khả năng dị thường. Và bản thân The Dark Metro là một level rất khó đoán trong cả lối vào, lẫn lối thoát. Có giả thuyết cho rằng, nếu bạn đã đến được The Metro, thì có thể tiến vào được The Dark Metro, còn không thì miễn. Lý do cho sự tồn tại của giả thuyết trên là do sự mâu thuẫn giữa các bản báo cáo của những người lang thang và cách thức tiến vào The Dark Metro luôn là thứ gây tranh cãi. Tuy nhiên, có một chi tiết chung trong tất cả các bản tài liệu, đó chính là những người lang thang luôn vào được level này thông qua level The Metro. Mình sẽ liệt kê một số trường hợp trong các tài liệu có thể kể đến như sau. Những người lang thang bị no clip qua một trong các tờ rơi quảng cáo, đèn điện đột nhiên tắt và tiếng ồn phát ra từ tàu điện được thay bằng những tiếng hét ghê rợn. Trọng lực đột ngột thay đổi đối với những người lang thang, trong khi level The Metro mờ dần rồi trở thành không gian của level The Dark Metro. Tiếng thở lớn vang vọng khắp level The Metro trước khi người lang thang rơi xuyên qua mặt đất đến The Dark Metro. Tất cả những phương pháp nói trên đều rất đơn lẻ và gần như không lặp lại, nhưng chúng ta cũng chẳng có bằng chứng xác đáng nào cho sự tồn tại của những vụ việc trên. Các khu vực lân cận của level được kết nối bởi những ngôi nhà mang kiến trúc ngoại ô. Khuyến cáo là nên mặc áo khoác do không khí ở đây rất lạnh. Ước tính nhiệt độ của nơi đây là khoảng âm 1 đến 10 độ C. Mặc dù level không có đèn đường hay ánh sáng từ trong những căn nhà, thì vẫn có những ánh sáng đỏ phát ra từ những ngọn nến treo trên nóc nhà. Hệ thống đường ray xe lửa của level thì được chiếu sáng bởi những cột đèn đường lớn màu đỏ. Về phần đường ray thì mình sẽ trình bày chi tiết hơn trong phần sau của video nhé. Khu vực lòng đường và vỉa hè thường bị nứt vỡ hoặc bấp bênh, thậm chí là xuất hiện những cái hố sụt. Đây là một trong những khu vực có dân cư của level. Nó có khả năng chứa nhiều vật phẩm có giá trị, do đa số các ngôi nhà ở đây đều có người ở. Nếu bạn cố gắng tiến vào những ngôi nhà, sẽ luôn dẫn đến việc bị bắt, và điều đó không hay chút nào, vì cư dân nơi đây rất thù địch và chả có thằng nào muốn để bạn sống cả. Ngoài việc đó ra, thì họ sẽ thường thực hiện những hoạt động buôn bán tại level, ở trong nhà hoặc làm những việc bình thường khác. Nhưng nếu họ phát hiện ra sự tồn tại của những kẻ lang thang khác, thì họ sẽ truy lùng kẻ đó bằng mọi giá, và điều này gần như là một án tử cho kẻ xấu số. Những đặc vụ của tổ chức MEG được gửi đến level này đã nghe lén và thu thập được một số thông tin rất hữu ích cho tổ chức MEG, bao gồm một số khu vực đáng chú ý trong level. Thông tin đáng chú ý nhất đó là cái tên The Central Plaza. The Central Plaza là tên của một bãi đỗ xe lớn với một dãy các cửa hàng nhỏ trong level. Khu vực này cực kỳ nguy hiểm do mật độ dân cư rất cao. Với những cư dân trong level, đây là nơi để họ giao lưu, buôn bán và thực hiện các hoạt động cộng đồng. Đây cũng là nơi những nghi lễ hiến tế khét tiếng của level diễn ra. Về phần nghi lễ thì cứ 3 ngày một lần, hai chiếc chuông đỏ lớn trên đỉnh tòa thị chính sẽ rung lên, báo hiệu đoàn tàu The Dark Metro đang đến. Trong khoảng thời gian này, âm thanh của đoàn tàu sẽ vang vọng khắp level. Sau đó, cư dân nơi đây sẽ tập trung ở khu mua sắm để thực hiện nghi lễ hiến tế. Họ dường như tôn thờ một thực thể như đấng toàn năng và thực hiện nghi lễ hiến tế nhằm khiến nó thỏa mãn. Bằng chứng sớm nhất về những nghi lễ là một mảnh giấy mỏng, dính máu được tìm thấy trong hòm thư của một ngôi nhà gần bãi đỗ xe ở khu vực mua sắm khi các đặc vụ đang tiến hành cuộc thám hiểm đầu tiên tại level này. Mình sẽ cho các bạn nghe nội dung của bức thư để tiện cho phần phân tích sau, nên mình sẽ không tóm tắt nó. Anh không chắc chuyện này có thể kéo dài bao lâu, nhưng
Điều anh rõ nhất bây giờ có lẽ là mình sẽ chẳng thể thoát khỏi cái chốn tồi tàn này nữa. Xin lỗi em, tình yêu của anh. Lời từ biệt này sẽ chẳng đến được với em rồi. Cứ 3 ngày một, chiếc chuông máu đó lại rung lên. Bọn anh đều tỉnh giấc bởi tiếng còi hiệu rền rĩ và âm thanh bánh xe rít lên khi thứ đó bắt đầu cuộc hành trình trở về nhà. Nơi nó xuất phát từ đâu, nó sẽ đi về chỗ nào, anh cũng chẳng biết nữa. Khoảnh khắc âm thanh vang trời ấy phát lên khi nước khởi hành đang xa dần, lúc đó bọn anh sẽ phải chọn ra ngẫu nhiên một người đem theo vé. Bọn anh đều không muốn số phận lại trở thành kẻ thù lớn nhất như vậy cả. Bầu không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ khoảng thời gian còn lại trong ngày. Nỗi lo lắng khi chờ đợi cho thứ đó đến được dưới ánh đèn đỏ ấy. Vài người nọ đã hỏi tại sao lại không phá hủy hay đánh bại thứ đó đi. Và câu trả lời lúc nào cũng vậy. Bọn anh đã cố rồi. Khi hoàng hôn buông xuống, tiếng còi khi thứ đó đến trạm cuối cùng cũng vang lên. Tiếng rít phát ra từ nó, vang vọng khắp bầu trời và giáng xuống bọn anh như một thiên thần chết chóc vậy. Khi thứ đó dừng lại, cánh cửa mở ra. Trưởng tàu chào ngẫu nhiên và bước vào với một tấm vé trên tay. Cánh cửa khép lại và rồi mọi thứ chấm dứt. Một khi bị thứ đó đưa đi, sẽ chẳng ai có thể trở về cả. Vì sự an toàn, bọn anh buộc phải hiến tế như vậy để làm thỏa mãn thứ đó. Hoặc điều tồi tệ sẽ ập đến, bọn anh rồi sẽ phải chịu đựng phòng luân hồi này thôi. Tình yêu à, anh không chắc liệu mình có gặp lại em được nữa không. Anh đã nhìn vào cái hình dáng kinh tởm của nó, nghe tiếng tim đập tổng lợm ấy, và rồi âm thanh thì thầm về nỗi uất hận của nó cứ vang vẳng mãi khiến đầu anh muốn nổ tung. Số phận đã an bài rồi, và con quái vật này chẳng thể đánh bại được nữa. Bất cứ chuyện gì có xảy ra, hay định mệnh của anh có ra sao đi nữa, hãy nhớ rằng anh vẫn phải yêu em đến cuối đời nhé. Hasta que nos veamos de nuevo, mi amor. Được rồi, giờ chúng ta sẽ quay lại với phần chính. Do người dân nơi đây đều khá nguy hiểm, bạn không nên để bị bắt và bị đem đến The Central Plaza. Mình không biết bạn sẽ bị họ hiến tế hay làm gì đâu. Đồng thời thì ánh sáng cũng thu hút những người dân nơi đây, nên hãy hạn chế sử dụng đèn pin hay bất cứ thứ gì tương tự khác có thể phát sáng nhé. Dù mình đã nói rằng The Central Plaza là nơi tập trung rất nhiều người, dù vậy vào ngày hiến tế, nhiều cư dân chọn cách trốn trong nhà cho đến giờ thứ 12, khiến cho khu vực này có ít người hơn. Vậy nên bạn hãy tận dụng khoảng thời gian này để khám phá khu vực xung quanh. Bạn có thể khám phá những quầy hàng bỏ hoang để tìm thêm vật phẩm. Đôi lúc thì những cửa hàng này cũng được bao phủ bởi cao su hoặc ngập trong những chất lỏng như nước, bùn hoặc thậm chí là máu. Tòa thị chính là một thánh đường cổ với nhiều biển hiệu lớn được ghi bằng chữ Latin. Các bản dịch cho thấy nội dung trên những tấm biển có lẽ đề cập đến một vị thần hắc ám đầy quyền năng. Khả năng vị thần này chính là đoàn tàu The Dark Metro. Thánh đường có nhiều băng ghế dài và thảm hoàng gia với bục giảng kinh ở trung tâm. Trên đỉnh tòa còn có hai chiếc chuông đỏ thẫm. Đây là nơi nghi lễ hiến tế diễn ra. Những đồ vật điển hình của nhà thờ như ghế dài, văn bản tôn giáo như các quyển sách kinh thánh, dụng cụ viết và sách thánh ca bằng tiếng Latin có thể được tìm thấy khắp nơi. Tất cả những vật thể này, đặc biệt là ở gần bục giảng, đều dính máu. Nằm trên bục là một chiếc đại phong cầm với những đoạn ống bao quanh nhà thờ. Có thể sử dụng cây đàn, tuy vậy, việc này không được khuyến khích do nó sẽ gây ra tiếng ồn và thu hút sự chú ý. Dù nơi này dường như là không có người, nhưng đôi khi trong thánh đường vẫn xuất hiện một số cư dân. Họ ngồi trên băng ghế, thực hiện một dạng cầu nguyện hoặc thiền định liên quan đến The Dark Metro. Trên đỉnh thánh đường hay tòa thị chính như mình đã nói là có hai chiếc chuông lớn màu đỏ thẫm. Bất cứ ai trong khu phố đều có thể nhìn thấy những chiếc chuông này, không giống như những chiếc chuông làm bằng đồng. Những cái chuông ở The Dark Metro được làm từ kim loại màu đỏ thẫm như trong bức hình này. Các đặc vụ do thám của tổ chức MEG cũng đã miêu tả loại kim loại của chuông khá lạnh, thô ráp và có màu đỏ đậm. Đến nay, do sự hạn chế trong việc thăm dò nên cấu tạo của chiếc chuông máu vẫn còn là một ẩn số. Mặc dù không có dây nối hay một tác động từ bên ngoài, những chiếc chuông sẽ tự động rung lên và chúng sẽ kêu to và vang vọng khắp level sau mỗi 3 ngày. Trong ngày hiến tế, chiếc chuông sẽ kêu trong 12 giờ đồng hồ, mỗi giờ 3 lần. Hồi chuông đầu tiên báo hiệu đoàn tàu The Dark Metro đã đến level. Vào hồi chuông thứ 12, thực thể đã hạ cánh thành công đến điểm chỉ định. Nếu bạn bị cư dân nơi đây phát hiện và bắt giữ, bạn sẽ bị kéo lê đến tòa thị chính làm vật hiến tế. Việc trốn thoát gần như là không thể khi số lượng dân cư là quá nhiều và họ sẽ sử dụng tất cả mọi thứ để bắt bạn lại như bẫy gấu, chó săn, hố trông, bẫy báo hiệu, thậm chí là cả bẫy lưới và các phương pháp mang tính bạo lực hơn. Và dựa vào sự quan sát từ xa của những đặc vụ thuộc tổ chức MEG,
Khi bạn bị kéo đến tòa thị chính, có 3 thực thể chắc chắn sẽ được triệu hồi. Đầu tiên chắc chắn là đoàn tàu The Dark Metro. 2 thực thể còn lại được gọi là The Dark Prius và The Shadow. Mình sẽ nói về 3 thực thể này trong phần sau của video nhé. Hệ thống đường sắt là khu vực nguy hiểm nhất của Laver và cũng là nơi cực kỳ khó để tiếp cận. Những đặc vụ khám phá của Laver cho biết họ nghe thấy tiếng tàu hỏa, huyết sáo, tiếng tim đập và thở ở ngay gần đó. Ngoài ra, việc tiếp xúc với ánh đèn đỏ ở gần đường ray quá lâu dường như có thể gây bỏng cấp độ 1, thậm chí là cả cấp độ 2. Đường sắt là tập hợp của nhiều đường ray xe lửa nằm ở đằng sau The Central Plaza. Các đường ray này dẫn đến một tầng hầm ở bên trái và đi vào một ngõ cụt ở phía bên phải. Toàn bộ khu vực này được chiếu sáng bởi những chiếc đèn đỏ mà mình đã nhắc đến ở đầu video. Sau hồi chương thứ nhất, chúng ta sẽ có thể thấy đoàn tàu The Dark Metro đang bay trên bầu trời và dần dần tiếp cận với đường ray. Với mỗi hồi chuông vang lên, thực thể càng tiến đến gần hơn cho đến khi chạm được đến mặt đất, dễ dàng đi qua đường hầm và tiếp cận với một khu mỏ tối đen. Đây chính là thời điểm nghi lễ bắt đầu và cư dân của Laver sẽ tụ tập xung quanh đường ray. Bất kỳ đối tượng nào bị chọn bởi The Dark Prius đồng nghĩa với việc trở thành vật hiến tế cho đoàn tàu The Dark Metro. The Dark Prius và The Shadow sẽ đứng ở lối vào của tòa thị chính. Vào hồi chuông máu thứ 12, The Shadow sẽ đem ra một chiếc hộp màu đỏ đen. Lúc này, The Dark Prius sẽ rút ngẫu nhiên một cái tên bất kỳ và hô to tên của người được chọn. The Shadow sau đó sẽ lao đến và bắt giữ người được chọn. Còn những người còn lại sẽ quan sát nghi lễ. Khi đoàn tàu The Dark Metro chạm đất, cánh cửa tàu sẽ mở ra như thể đang chào mời người được chọn đi vào. The Dark Prius sẽ dẫn kẻ được chọn vào trong tàu và đọc kinh cầu nguyện bằng tiếng Latin. Sau đó, con tàu sẽ đóng cửa và bắt đầu di chuyển, phá nát bất cứ thứ gì cản đường. Cuối cùng, The Dark Prius sẽ giải tán mọi người cho đến nghi lễ tiếp theo. Hiện tại, vẫn chưa xác định được thực thể này thực sự là ai hoặc là thứ gì. Bản tài liệu duy nhất vào thời điểm hiện tại về The Dark Prius bắt nguồn từ một cuộc khai phá Laver của đặc vụ có tên là Galena. Giả thuyết được đặt ra rằng The Dark Prius có một phần là con người, vì thực thể này dường như chỉ giao tiếp duy nhất bằng tiếng Latin. Hắn luôn được bắt gặp trong tình trạng toàn thân bị che phủ dưới lớp áo choàng đen, đeo một cây thánh giá trước ngực và di chuyển bằng một cây gậy đính đá đỏ. Các báo cáo khác mô tả về The Dark Prius đeo nhiều trang sức đỏ và mặc một bộ đồ dính máu. Do điều kiện thiếu sáng trong Laver, chưa từng có bất kỳ bức ảnh nào chụp được khuôn mặt của thực thể này. The Dark Prius dường như là sinh vật duy nhất có khả năng giao tiếp trực tiếp với thực thể The Dark Metro, đồng thời hành xử như một kẻ trung gian giữa đoàn tàu với cư dân của Laver. Cư dân trong Laver cũng rất sợ thực thể này, đến mức khi đặc vụ Galena của tổ chức gặng hỏi một cư dân trong đây về thực thể này thì cư dân đó đã cực kỳ sợ hãi và từ chối trả lời. Về khả năng của The Dark Prius, ông ta thường xuất hiện trong tòa thị chính bằng cách no clip và thường được hộ tống bởi hai thực thể là The Shadow. Dù không rõ, nhưng đặc vụ của tổ chức MEG, Thomas, đã giả thuyết rằng tòa dinh thự chính có một căn phòng ẩn hoặc do The Dark Prius có siêu năng lực chứ không phải do no clip. Vì thực thể này ngoài xuất hiện ở tòa thị chính thì chả có nơi nào hay level nào khác mà có sự tồn tại của hắn cả. The Shadow chính là hai thực thể hộ tống The Dark Prius. Nhưng không giống như The Dark Prius, The Shadow không phải con người. Chúng chỉ có ngoại hình giống con người, nhưng bộ phận cơ thể thì hoàn toàn vô hình. Mặt và đôi tay của chúng được thay thế bằng những cái bóng đen. Điều này là nguyên do dẫn đến cái tên của những thực thể này. The Shadow rất hiếm khi giao tiếp, hoặc thậm chí là thường xuyên tỏ ra kích động về vấn đề này. Những thực thể này chỉ được bắt gặp khi The Dark Prius xuất hiện, và gần như là trong tình trạng đứng bất động. Cả hai thực thể này đều mặc cùng một bộ đồ. Đó là một bộ vest xám cùng với một chiếc áo sơ mi xanh, cà vạt gấp vào bên trong bộ đồ, quần kaki đen, đôi giày đen và chiếc mũ phớt đính lông. Chiều cao của những thực thể này ước tính vào khoảng 6 feet 8 inch. Cho đến thời điểm hiện tại, chỉ có duy nhất hai cá thể The Shadow được phát hiện. Tuy nhiên, đặc vụ Thomas đang mở rộng giả thuyết rằng con số có khả năng là nhiều hơn. The Dark Metro là thực thể bí ẩn nhất tại Laver. Thực thể được gọi với nhiều cái tên, bao gồm The Dark Deity, The Savior, The Crimson Shadow, The Train và It. Hầu hết các tên gọi trên đều được đặt bởi The Dark Prius. Tuy nhiên, một vài trong số đó thì được thu thập thông qua việc nghe lén. Còn cái tên The Dark Metro thì được đặt bởi đặc vụ Thomas khi anh thấy được sự tương đồng giữa The Metro và The Dark Metro.
Các bản mô tả chính xác về thực thể này thường thay đổi do đặc tính dị thường của nó. Mọi nỗ lực nhằm chụp lại hoặc ghi lại hình ảnh của thực thể đều dẫn đến các kết quả sai lệch. Ngoại hình của thực thể được ghi nhận trong các bức ảnh và đoạn phim tương đồng với một toa tàu điện phủ sơn Vanta Black, đèn pha màu đỏ, không có bất cứ quảng cáo hay tranh graffiti nào được vẽ lên. Đồng thời, phần nội thất bên trong giống hệt với loại tàu điện thông thường. Theo đó, đặc vụ Thomas cho rằng đây chính là một loại ảo giác gây ra bởi thực thể nhằm che đi ngoại hình thực sự của nó. Và đây chính là bức hình được chụp lại bởi máy quay của đặc vụ Galena. Trông nó khá mờ và khó nhìn, không biết có phải do sự dị thường của Laver hay của chính The Dark Metro không. Nhưng đặc vụ Thomas nói rằng máy quay của Galena đã bị lỗi và mờ đi sau khi ghi hình đoàn tàu trong một khoảng thời gian dài. Việc thu thập thông tin về thực thể này tương đối bất khả thi do sự bất quán từ lối vào của Laver, cũng như các tổn thương về vật lý hoặc tinh thần của những cá nhân đã may mắn sống sót. Song, xuất hiện một số chi tiết hợp lý chứng minh rằng The Dark Metro là một dạng sống. Các chi tiết liên quan bao gồm đèn pha được thay thế bằng một cặp mắt đen với tròng đỏ. Phần nội thất được tạo lên từ một loại hợp chất có tính chất tương đồng với The Shadow. Ghế ngồi và vách tàu được tạo nên từ những khuôn mặt với biểu cảm la hét. Đồng thời, trên nền và vách tàu cũng xuất hiện nhiều nội tạng và các cơ quan khác, thậm chí là cả răng người. Đoàn tàu The Dark Metro cũng có khả năng bay, nhưng cách nó di chuyển khá bất thường. Thực thể được mô tả như đang di chuyển trên những đường ray vô hình ở đoạn sau cùng của chiếc tàu, còn ở đoạn trước thì lại ngắt quãng và hỗn loạn một cách kỳ lạ. Trong khoảng thời gian The Dark Metro xuất hiện và đáp đất, hoạt động thường ngày của người dân sẽ tạm dừng và mọi người sẽ trốn vào trong nhà, có thể là do sợ hãi. Khi thực thể tiếp cận, có thể nghe thấy một âm thanh cực kỳ chói tai phát ra khắp toàn bộ Laver, bao gồm một tiếng rít lên phát ra từ bánh xe, tiếng động cơ, tiếng còi tàu và những tạp âm khác lấn át đi hầu hết âm thanh còn lại trong khu vực. Bên cạnh đó, một số đặc vụ đã báo cáo về việc nghe thấy tiếng khóc và tiếng hét phát ra trong suốt khoảng thời gian này. Galena và các đặc vụ khác cũng đã mô tả thực thể như một ngôi sao băng, nhưng chỉ bay ở độ cao 100 feet so với mặt đất. Đồng thời, khi đáp xuống, thực thể sẽ rỉ ra các dịch cơ thể lên bề mặt Laver. Các dịch thường được ghi nhận bao gồm máu, nước bọt và một số chất lỏng khác mà mình không muốn nhắc tới. Một số trường hợp còn ghi nhận thêm các mẩu xương, búi tóc và vải rơi ra từ thực thể. Cuối cùng, Galena cũng đã báo cáo về việc quan sát được nội thất bên trong của toàn bộ con tàu chứa đầy nội tạng. Như đã đề cập ở trên, thông tin duy nhất để tiến vào được Level The Dark Metro chỉ có thể diễn ra ngẫu nhiên tại Level The Metro. Các phương thức khả thi khác đều được chứng minh là thất bại như sử dụng Level 797, The Mountain King Richard, v.v. Các phương thức thoát ra khỏi Level đều sẽ vô dụng khi bạn bị bắt. Do đó, khuyến cáo là hãy tìm lối thoát ra khỏi Level này trước khi điều trên xảy ra. Trường hợp đầu tiên thoát khỏi Laver được ghi nhận là một đặc vụ có tên là James Clyde. Anh ta đã thoát được khỏi Laver bằng cách đi qua đường hầm trong ngày nghi lễ diễn ra. Anh đã xuất hiện tại Laver 0 với một số vết bỏng trên người. Trường hợp thứ hai là một đặc vụ thoát ra cũng thực hiện lại phương thức trên, song đã bị mất liên lạc. Đến nay thì tổ chức vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về anh ta. Cuối cùng là trường hợp bí ẩn của đặc vụ Galena khi được phát hiện tại Laver 3. Cô được tìm thấy trong trạng thái điên loạn và không nhớ bất kỳ điều gì và cách bản thân thoát ra khỏi Laver. Đặc vụ Thomas đã đề xuất trao thưởng 50 miếng Royal Ration cho bất kỳ ai cung cấp thông tin chính xác về lối thoát khỏi Laver. Ở đoạn trên của video thì các bạn đã được nghe về bức thư dính máu rồi nhỉ? Một số bạn sẽ tưởng rằng đây chỉ là một bức thư của một cư dân hoặc một người bí ẩn nào đấy để mô tả cái sự kinh khủng của cái nghi lễ trong The Dark Metro thôi đúng không? Đúng. Mình cũng đã nghĩ như vậy, nhưng sau khi đọc đi đọc lại thì ta có thể thấy sự tương quan mập mờ giữa bức thư và The Dark Prayers. Thế nhưng manh mối là gì? Chúng ta hãy cùng nhìn lại bức thư nào. Xuyên suốt bức thư thì ta có thể mập mờ đoán được đây là bức thư từ một người đàn ông có tên là Macro gửi cho người mà anh yêu dựa trên cụm từ Mi Corazón, trong tiếng Tây Ban Nha là tình yêu của tôi. Trong bức thư, anh ta liên tục nói về việc anh ta và những người khác tỉnh dậy khi hồi chuông máu vang lên, báo hiệu cho đoàn tàu The Dark Metro sắp tới và việc anh ta phải chọn ngẫu nhiên một người cầm vé để đi lên tàu. Vì sự an toàn của bản thân, anh bắt buộc phải hiến tế để thỏa mãn cái thứ đó. Các bạn có thấy điểm tương đồng không? Khi The Dark Prayers là kẻ duy nhất có thể thực hiện nghi lễ và chọn ra vật hiến tế. Điều này được ám chỉ trong đoạn chọn ngẫu nhiên một người cầm vé để đi lên chiếc tàu ma quái. Còn việc The Dark Prayers cứ 3 ngày lại xuất hiện một lần được thể hiện trong đoạn đầu của bức thư, khi cứ 3 ngày, một lần,
Anh ta lại tỉnh giấc bởi hồi chuông máu. Nhưng trong bức thư thì đôi khi người viết xưng hô bằng số nhiều như we. Theo mình nghĩ thì đây chính là cách mà The Dark Riders nhắc đến hai thực thể đã hộ tống là The Shadow. Và có vẻ như Macro đã từng cố thử chống lại The Dark Patrol nhưng không thành, và việc anh ta đang phải chịu đựng một vòng luân hồi, một cái vòng luẩn quẩn của việc thức dậy, hiến tế, rồi lại thức dậy, hiến tế. Vậy nên, theo mình thì người viết bức thư này chính là The Dark Riders. Anh và những người bạn, hậu cận hoặc phụ tá không rõ, đã từng là con người, là một cư dân của Laval, đã từng cố gắng chống trả đoàn tàu The Dark Metro, nhưng không thành. Và cái giá phải trả cho việc đó là anh đã phải trở thành The Dark Riders, còn những người đi cùng anh thì đã trở thành The Shadow. Từ đây, cứ 3 ngày một lần, anh lại bị thức dậy với chiếc chuông máu và thực hiện nghi lễ hiến tế. Anh không muốn làm điều này, nhưng vì sự an toàn của bản thân thì Macro bắt buộc phải hiến tế người khác để thỏa mãn thứ đó. Anh đã viết lại bức thư này cho người bình yêu và để nó lại trong một hòm thư. Và vào thời điểm hiện tại thì có vẻ như The Dark Riders không còn là con người nữa. Hắn đã mất đi hoàn toàn nhân tính của bản thân. Đó là giả thuyết của mình về bức thư kỳ lạ, mối liên kết và danh tính của The Dark Riders. Tất nhiên thì cũng có một số chứng cứ chống lại hoàn toàn giả thuyết của mình, như việc The Dark Riders trong tài liệu ghi rằng hắn chỉ có thể giao tiếp bằng tiếng Latin, nhưng đó cũng chỉ là những tài liệu của những đặc vụ ghi chép lại. Ai mà biết được chính xác The Dark Riders đang che giấu thứ gì, hắn ta thực sự là ai. Nhưng sau cùng thì đó cũng chỉ là giả thuyết dựa trên những manh mối mập mờ. Và giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với. Vào ngày 2 tháng 6 năm 2019, đặc vụ của tổ chức MEG Galena Martinez, được thủ lĩnh bởi đặc vụ Thomas Vance thuộc tổ đội Underseer, đã thực hiện một cuộc khám phá trong khu vực Central Plaza của The Dark Metro. Vào khoảng thời gian đó, Galena đã treo lên đỉnh của tòa thị chính. Thomas thì liên lạc với cô qua radio hoặc bằng thiết bị liên lạc. Sau khi chụp được bức ảnh về chiếc chuông máu, Thomas nói rằng Galena có thể rời đi. Nhưng Galena đã bị các cư dân trong level phát hiện. Họ bắt đầu ném fire shot về phía cô. Thomas đề nghị cô dùng vật phẩm sweet gun để tự vệ. Và điều này đã giúp Galena thành công, khiến đám người bên dưới hoảng sợ. Lúc cô đang nói dở với Thomas thì cô đột nhiên bị dừng lại. Có thứ gì đó mờ ảo vụt qua máy quay và dường như đã bắt lấy Galena từ phía sau. Cô ấy hét lên khi bị kéo qua các bức tường và bị ném mạnh ra khỏi tòa dinh thự, rơi xuống một trong những căn lều. Kế đó, một nhóm người lớn túm tụm lại, rồi lôi Galena đến trước tòa thị chính. Cô hét lên thảm thiết, trong khi Thomas cố liên lạc với cô trong sự hoảng loạn. Và rồi, Galena bị 5 người dân ném vào giữa những chiếc ghế bên trong thánh đường thuộc tòa thị chính. Một tên linh mục cùng 2 kẻ mặc đồ vét bước ra từ bức tường trên bục giảng kinh. Những kẻ đó sau này còn được biết đến với cái tên là The Dark Riders và The Shadow. The Dark Riders bắt đầu giao tiếp với Galena bằng tiếng Latin để hỏi về tên của cô ấy cho nghi lễ. Sau khi có được tên của cô, The Shadow và The Dark Riders hô to tên của cô lên. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Galena sẽ trở thành vật hiến tế cho The Dark Metro. Galena sau đó tiếp tục bị người dân lôi đi trong sự khó hiểu. Cô liền bật đèn pin lên và chiếu nó ra xung quanh. Điều này khiến The Dark Riders tỏ ra kích động khi thấy ánh sáng từ chiếc đèn pin. Ông ta nói Galena là một kẻ bội giáo và toàn bộ nhà thờ bắt đầu rung lắc như thể một vụ động đất xảy ra trước khi đèn pin của Galena đột nhiên vỡ thành từng mảnh và mất đi khả năng sử dụng. Bầu trời và không khí xung quanh bắt đầu yên ắng trở lại khi mọi thứ trở về vị trí ban đầu. The Shadow lúc này lao đến và kéo Galena ra khỏi nhà thờ. Sau đó thì thực thể này cũng biến mất ngay lập tức trước khi hồi chuông máu vang lên lần nữa. Nhân cơ hội này, Galena bỏ chạy vào khu dân cư. Vào ngày 15 tháng 6 năm 2019, vào giờ thứ 12 của nghi lễ hiến tế, nhiệm vụ của đặc vụ Galena lần này là quay cận cảnh đoàn tàu The Dark Metro. Cô bắt đầu theo dõi từ xa, tên linh mục chào mừng cư dân đến với buổi hiến tế. Sau đó, hắn đưa tay vào hộp và lôi ra một miếng gỗ nhỏ với một cái tên được khắc lên đó. The Shadow lúc này gọi cái tên Lillian McKenna. Ngay sau đó, The Shadow lao thẳng xuống đám đông với tốc độ kinh hồn và bắt lấy một người phụ nữ đang kêu gào thảm thiết. The Dark Riders và The Shadow bắt đầu thực hiện nghi lễ hiến tế. Đó cũng chính là lúc mà Galena nhìn thấy được hình dáng của The Dark Metro, một tổ hợp kinh tởm của bộ phận cơ thể và một con tàu. Galena lúc này còn bàng hoàng hơn khi chứng kiến cảnh cô gái kia bị con tàu ăn mất.
hoặc ít nhất đó là những từ cô có thể dùng để mô tả, vì những gì cô đã thấy còn kinh khủng hơn cả thế. Chưa kịp hoàn hồn, đoàn tàu The Dark Metro chuyển hướng về phía Galena, khiến cô hét lên. Đoàn tàu The Dark Metro trực tiếp đâm thẳng vào Galena, khiến cô văng ra khỏi đường ray. Thomas bên phía liên lạc thì vội vàng ngắt kết nối và cử người đi tìm cô. Cuối cùng, thi thể của Galena được phát hiện cách căn cứ Gamma ở level 3 một vài dặm trong tình trạng mê sản cùng với nhiều chấn thương nghiêm trọng, gãy xương sườn, chảy máu nội tạng, chóc da, xuất hiện nhiều vết cắn lớn cùng với những vết đen có thể được coi là vết bỏng trên cơ thể. Và khi đặc vụ này tỉnh dậy sau cơn hôn mê, Galena đã rơi vào giai đoạn 2 của thực thể số 15, Wretch. Cô cũng bị kích động về mặt tinh thần, cũng như liên tục la hét về đoàn tàu The Dark Metro. Điều kỳ lạ hơn là cô liên tục lẩm bẩm một câu bằng tiếng Latin: hôm nay, đấng đã cứu rỗi con. Mặc dù cô chưa bao giờ từng nói tiếng Latin, hiện tại thì đặc vụ Galena đã hồi phục một phần. Tuy nhiên, cô buộc phải cắt bỏ tay do những vết cháy xém và những vết cắn. Kể từ đó, cô đã rời khỏi căn cứ MBG và từ chối đề cập đến khoảng thời gian ở trong level. Qua hai đoạn nhật ký, ta có thể thấy cách bà Galena cùng những đặc vụ lần đầu tiên tìm hiểu về nghi lễ The Dark Riders và The Shadow và cả đoàn tàu The Dark Metro nữa. Mặc dù vẫn còn khá nhiều bí ẩn về việc làm sao Galena có thể sống sót sau khi chịu một cú đâm trực diện của đoàn tàu The Dark Metro và bằng cách nào đó xuất hiện ở level 3 trong tình trạng tồi tệ nhất có thể. Theo giả thuyết của mình thì Galena có thể đã vô tình no clip khi bị đoàn tàu đâm và xuất hiện ở level 3. Bởi vì nếu không thì Galena đến level 3 kiểu gì, và việc bị thương nặng như thế thì việc tự tìm lối thoát gần như là không thể. Đó chính là hai đoạn nhật ký đầu tiên. Giờ thì chúng ta sẽ đến với nhật ký cuối cùng và cũng là phần cuối cùng của video nhé. Vào ngày 10 tháng 2 năm 2020, nghiên cứu viên của tổ chức MEG Robert Mill đã được sự cho phép thẩm vấn của một cư dân trong level có tên là Ariana. Đây cũng chính là lần duy nhất mà một cư dân trong level đồng ý trả lời câu hỏi hoặc thảo luận với tổ chức. Còn đặc vụ Thomas Vance tiếp tục là người giám sát và liên lạc từ xa. Robert bắt đầu tra hỏi Ariana về việc làm sao cô đến được level này. Nhưng Ariana lại tỏ ra khó hiểu, vì cơ bản cô chính là cư dân của The Dark Metro. Và cô cho rằng Robert và Thomas chỉ là những kẻ khác tín ngưỡng. Ariana cũng kể rằng bố của cô đã bỏ gia đình vì ông ta quá ghê tởm cái nghi lễ hiến tế. Mẹ của cô thì đã bị giết chết bởi The Dark Metro. Sau đó, Ariana bắt đầu kể về một câu chuyện mà cha mẹ cô đã từng kể. Từ đây, Robert biết rằng The Dark Metro đã từng không phải là một dạng sống mang sự xấu xa thuần túy như bây giờ, mà là còn một người nữa. Hai người họ đã từng rất hòa thuận với nhau, giống như ánh sáng và bóng tối, giấc mơ và những cơn ác mộng, âm và dương. Thế nhưng một ngày nọ, thiên đàng của họ đã bị quấy rối mà không rõ nguyên do. Thứ gì đó, đúng hơn là một kẻ nào đó, đã gây ra lỗi lầm, dẫn đến liên kết giữa hai người họ bị cắt đứt. Ánh sáng không còn muốn làm bất kỳ điều gì với bóng tối nữa, và rồi thực tại của bọn họ bị chia cắt làm hai. Tất nhiên thì chính Ariana cũng không tin câu chuyện này lắm, vì nó được truyền tai nhau quá nhiều đến mức bản chất đã bị thay đổi. Robert bắt đầu gặng hỏi thêm về The Dark Riders, The Shadow và The Dark Metro. Anh cũng tò mò về việc tại sao người dân ở đây không phản kháng. Cô trả lời rằng mọi người đã cố thử, nhưng The Shadow có thể giết hại một người chỉ trong tích tắc. Còn The Dark Riders thì như một kẻ bị quyền năng làm cho điên loạn. Cuộc trò chuyện tiếp diễn rất suôn sẻ, cho đến khi anh hỏi cô rằng The Dark Metro, hay còn được người dân gọi là It, thứ đó thực sự là cái gì, thì Ariana tỏ ra lo lắng. Cô nói rằng thứ đó vượt xa những gì có thể mô tả được. Nó méo mó, hòa chung với sự hành hạ và khốn khổ, hiện thân cho sự phẫn nộ thanh trừng của Chúa, thứ sinh vật gớm ghiếc đến nỗi chẳng có từ nào có thể diễn tả được. Một khi bất kỳ ai đã vào đây, nó sẽ cảm nhận được sự hiện diện của chúng ta, và khi mất cảnh giác, nó sẽ từ từ trò chuyện với chúng ta như một kẻ nham hiểm. Ariana lúc này bắt đầu khóc. Cô đẩy mạnh Robert ra khỏi nhà và cảnh cáo về việc nếu đoàn tàu thoát được khỏi nơi nó bị giam cầm thì mọi thứ sẽ trở thành một cuộc thanh trừng hỗn loạn. Đây là nhật ký cuối cùng, cũng là nhật ký có nhiều manh mối nhất cho chúng ta về hình thái thực sự của The Dark Metro, về câu chuyện giữa bóng tối và ánh sáng, âm và dương. Theo mình nghĩ thì cái ánh sáng mà Ariana nhắc đến trong câu chuyện của mình là The Metro, khi hai level này đối nghịch hoàn toàn với nhau,
Điều này đồng nghĩa với việc The Metro và The Dark Metro đã từng là một. Và sai lầm của một ai đó đã khiến thực tại giữa hai bên bị sụp đổ và bị chia cắt. Đó là tất cả những thông tin mà mình có thể tìm được trong toàn bộ tài liệu. Nhưng tất nhiên, lý do mà hai level The Metro và The Dark Metro bị chia cắt cũng chả phải là một ẩn số. Có một cái tên đã gần như bao hàm tất cả. Tất cả những sự sụp đổ, sự náo loạn của thực tại, tất cả những sự đối nghịch, đó không chỉ là một cái tên. Nó là một sự kiện, một câu chuyện. Nó đại diện cho tất cả sự hỗn loạn trong The Bike Room. Icarus, President.